Quý vị thân mến, thờ cúng tổ tiên đã trở thành tín ngưỡng, phong tục ngàn đời nay của người Việt. Trong đó, bàn thờ gia tiên là nơi hội tụ linh khí và mang ý nghĩa tâm linh cao cả, là nơi để con cháu tưởng nhớ và bày tỏ sự biết ơn, tấm lòng thành kính với đấng sinh thành, ông bà tổ tiên và những người đã khuất. Khi có người thân mất đi, thường là ông bà, cha mẹ của gia chủ, thì gia đình sẽ đặt di ảnh thờ của người đã khuất trên bàn thờ cùng với bát hương để thờ cúng và tưởng nhớ đến họ. Nhiều người tưởng rằng chỉ đơn giản đặt bức ảnh của người đã khuất lên bàn thờ là xong, mà họ không biết rằng việc đặt di ảnh cũng phải tuân theo định luật thì mới phải lệ, đảm bảo việc thờ cúng có hiệu quả. Nếu vô tình phạm phải sai lầm khi đặt ảnh thờ cúng tổ tiên sẽ khiến gia chủ hao tài tán lộc, nghèo khổ bần hàn suốt kiếp. Vậy những sai lầm đó là gì mà có thể gây ra hậu quả khủng khiếp đến vậy? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Đặt ảnh thờ theo bốn kiểu này, bảo sao mất sạch của cải, nghèo mạt kiếp ba đời không hết. Sai lầm nghiêm trọng khi đặt ảnh thờ khiến vận xui đeo bám gia chủ, quanh năm làm ăn thất bát, nghèo khổ khốn cùng. 1. Không tuân thủ quy tắc trai bên trái, gái bên phải. Theo ông Luyện Văn Dũng, chuyên gia nghiên cứu về phong thủy thờ cúng cho biết, ảnh thờ nên đặt theo nguyên tắc trai bên trái, gái bên phải. Tức là ảnh cụ bà phải ở ngay bên tay phải cụ ông chứ không đặt ngược lại. Có một số gia đình hiện nay cứ ai mất trước thì đặt bên trong, điều này là hoàn toàn sai lầm. Lý giải về điều này, chuyên gia phong thủy Nguyễn Tuấn Anh cho biết, điều này được tính theo sự chuyển vận của tự nhiên bên ngoài và hoạt động bên trong con người. Đặt như vậy có ý nghĩa người phụ nữ luôn là cánh tay phải đắc lực giúp chồng nuôi dạy con cái. Quan niệm dân gian cũng cho rằng việc đặt ảnh thờ phụ nữ ở bên phải sẽ giúp người đàn ông khẳng định vị trí trung tâm, tức là nhờ có người đàn ông làm trụ cột trong nhà nên mọi chuyện mới êm xuôi. 2. Để chân dung hai người trong một bức ảnh. Điều này có thể thấy trong nhiều gia đình, có thể vì cụ ông cụ bà mất gần thời điểm của nhau nên con cháu làm chung. Họ nghĩ rằng như vậy sẽ nhắc nhở con cháu cần phải gắn kết yêu thương lẫn nhau tới già như các cụ. Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy Nguyễn Tuấn Anh lại cho rằng việc này khiến các cụ có cảm giác bị khinh nhờn. Ngoài ra, việc đặt ảnh hai người cùng một bên còn khiến bàn thờ bị mất cân đối. Điều này là đại kỵ trong phong thủy, sẽ khiến gia chủ gặp tai họa. 3. Đặt ảnh thờ lệch ngang hàng với bát hương. Trong tục thờ cúng của người Việt, đây là điều tối kỵ ai cũng phải biết. Ảnh thờ là thứ giúp người mất định vị vị trí của bản thân trên bàn thờ. Nếu gia chủ đặt lệch, người đã mất sẽ không tìm được chỗ của mình. Như vậy, người đó có thể bị gạt khỏi nơi thờ cúng, chỉ được đứng nhìn những người khác ngự trên đó. Tất nhiên, người sống sẽ bị người mất quả mắng trách phạt. Không chỉ thế, trong quan niệm tâm linh còn cho rằng khi đặt lệch tức là gia chủ đang xem thường người mất nên không muốn để chính diện. Còn những thứ cô hồn bên ngoài có thể chen chân vào chỗ trống để cướp thức ăn mà gia chủ dâng lên. 4. Đặt ảnh bên giữa bàn thờ. Vị trí trung tâm bàn thờ là vị trí của thần linh và các bậc tổ tiên. Không có bất kỳ người nào được phép chen vào cả. Tuy nhiên, có một số người hay đặt ảnh thờ người thân của mình ở giữa, đẩy chỗ thờ thần linh ra bên ngoài. Việc này chẳng khác nào cho rằng bản thân người đó quan trọng hơn các vị thần linh hoặc tổ tiên cả. Nếu đặt ảnh bố mẹ, anh chị em vào giữa bàn thờ, như vậy chẳng khác nào gia chủ đang nói họ còn có vị trí trung tâm cao nhất. Điều này sẽ khiến thần linh và các vị tổ tiên cảm thấy bị xúc phạm, không bao giờ phù hộ cho gia chủ mà chỉ giáng toàn tai ương. Vậy nên đặt ảnh thờ như thế nào để thuận tiện phong thủy, mang lại tài lộc, bình an may mắn cho cả gia đình? Trưng ảnh thờ những người đã khuất trên bàn thờ là một trong những việc quan trọng không thể thiếu trong thờ cúng tâm linh. Điều này thể hiện cho việc chú trọng đến tín ngưỡng văn hóa Việt. Tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn chưa biết hướng đặt ảnh thờ trên bàn thờ gia tiên đúng phong thủy. Điều này gây ra những điều không tốt cho gia đình. Vậy đặt ảnh thờ ở vị trí nào là phù hợp? Những đồ thờ cúng trên bàn thờ thường được bài trí theo một thứ tự quy luật nhất định. Di ảnh của người đã khuất cũng không ngoại lệ. Đặt ở đâu cho đúng trên bàn thờ gia tiên là điều mà mỗi gia chủ cần phải biết, không nên tự ý đặt ở bất cứ đâu trên bàn thờ. Đặt di ảnh của các thành viên trong gia đình trong thờ cúng đã trở thành một nét đẹp văn hóa trong truyền thống thờ cúng của người dân Việt. Điều này tuân theo các quy tắc thờ cúng riêng.
ảnh thờ phải đặt trang nghiêm theo thứ tự nam tả nữ hữu, tức là nam trái nữ phải, tức là ông phía bên tay trái của bà phía bên tay phải của ông. Nếu theo hướng ta đứng nhìn vào bàn thờ thì đặt ảnh nam bên phải, ảnh nữ bên trái. Ảnh thờ nên được đặt ở giữa bàn thờ và phía sau bát hương. Đặt ảnh thờ theo các cấp bậc, những người có cấp bậc cao hơn đặt ở trên cao. Ví dụ, ông bà đặt cao hơn với bố mẹ, ông và bà đặt ngang nhau. Tại sao đặt ảnh thờ theo hướng nam tả nữ hữu? Trong dân gian có rất nhiều cách lý giải về việc quy định cho hướng nam tả nữ hữu này. Trong đó có thực tế là người xưa quan sát chuyển vận của tự nhiên bên ngoài và hoạt động của bên trong con người mà định ra. Vì thế, khi đặt ở bàn thờ đứng hay các loại bàn thờ khác cũng cần tuân thủ nguyên tắc này. Cụ thể, nếu đứng quay mặt về phương Nam thì mặt trời lên ở bên tay trái tức tả, mặt trời lặn ở bên tay phải tức hữu. Đặt sau các đồ thờ cúng bằng đồng ngũ sắc. Nam xung do huyết, buổi sáng từ 3 đến 5 giờ sáng, can khí vượng, huyết xung. Nữ trầm bởi thận, buổi chiều khoảng 4 đến 6 giờ chiều, thận khí khỏe. Từ đó sinh ra tuyết, nam tả nữ hữu, nam dương nữ âm, nam huyết nữ khí, nam can nữ thận. Không nên để ảnh chụp đôi trên bàn thờ, nên tách riêng để thể hiện sự thành tâm và tránh những yếu tố tâm linh không tốt trong gia đình.